càng thành lại tiếp tục bị hai ớt. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm một món có hàng nguyên liệu, đó là ớt và sả. Bao nhiêu thôi? Sáng này. Hôm nay mình làm món gì bác? Món lòng heo nước. Lòng heo nước. Đây. Đây con phải có cái gì nào. Đây. Ở đây có một củ chấm này. Một củ riềng này, một miếng gừng này, một củ hành tím này. Ít tỏi, ít ớt. Ớt của mình bỏ thêm một ít chiêu leo. Sả. Đấy. Thế là chúng ta sẽ làm được món lòng heo nước. Cái này mình đang ngâm à? Ngâm giấm, ngâm một chút muối và giấm để cho nó sạch, thì nó là cái chất nội tạng hay là thuộc nội tạng mình để làm cho nó sạch một tí. Này bác ngâm được lâu chưa? Ngâm được 5 phút rồi đấy, ngâm khoảng 15 phút là mình đưa ra làm mới ngon. Mình bắt đầu đẩy từ cao nước và bắt đầu sơ chế này. Này lòng ngon này. Ngon, lòng tuyệt vời. Khâu cắt lòng. Món này tính là làm nhanh này. Thực ra đây là một món ăn rẻ tiền thôi các bạn ạ. Món ăn thường thường cái phần lòng ruột thì ít người ăn cho nên là nó cũng rẻ. Có nhiều người ở nước ngoài hầu như họ không ăn món này luôn á. Các cái nội tạng với lại chân cổ là người ta không ăn, ví dụ như gà, các bạn ở nước ngoài có thấy là chân cổ gà người ta không ăn. Luộc ra mà còn cái tất trong này là rất ngon này, nó đùn thế này ăn rất ngon, tất lượng. Này mình đi cắt, mình đi ướp. Cắt xong ướp. Vương là một thợ nấu ăn chân chính. Hành, tỏi, ớt, sả, riềng, sa tế, sa tế ớt, sa tế. Này có gừng cho nó dậy mùi. Thường các cái món ăn vô mùa đông thì thường người ta hay bỏ mấy cái mà có tính ấm, ví dụ như có gừng, có ớt, ăn cho nó ấm người. Phải chỉ này làm món lòng nướng. Vương để các Vương tổng tài món này.
Đây là bác Vương, còn đó là chị Tâm của bác Vương. Bà đang có bầu được 2 tháng rồi. Nó bao nhiêu đó. Không biết có bầu ăn được ớt không ta? Ớt nhưng mà ớt thì không nóng mà. Ớt mà ớt chả cay. Cay không nóng. Ớt ớt tiêu nó mới nóng, ớt tại không nóng, phải không? Cái mùi này lên. Mùi gì thì có cái béo đít từ cái mùi đó. Đít béo đít từ. Rau. Còn ớt tròn tròn nó cay không? Biết. Này. Ớt nó chẳng cay. Này có mấy quả ớt, có nhiều quả cherry vậy đó. Nhìn ngon này. Ớt có 102, ớt thì ăn với cấu. Ớt thì ăn với cấu hả? Ớt là lạt chứ là cái chi, chứ đồ tươi. Tròn tròn như quả cherry vậy đó. Cái gì ra tiện đấy giống rồi. Tốt nhất là nên bỏ hột nhé. Ăn hột bị chi? Ăn hột không tốt. Là không tốt hả? Bám thì lại dày. Đi tay cắt ớt lên tim mà đi vệ sinh nhé đấy. Đấy này cầm một con cu mà tiểu một cái là cái gì cũng co một trước em bị lần trước bầm ớt xong nó vô đi đấy là vô cầm xong đi ra đi co 5-2 phút sau nó phát tác dụng liền nóng quá rồi thôi rồi hết sức luôn đi. Nhìn thấy thấy ngon nữa. Riêng. Các bạn thấy tuyệt chiêu chưa? Tức là nửa sống dao lại á, nửa sống dao lại xong là gần á, là nó nát luôn. Nhưng mà có khối đâm nó mới ra nước được. Riêng các bạn. Riềng là một cái gia vị rất ấm. Riềng nó khi mà biết là các bạn là được ăn riềng chưa? Củ riềng nó có vị cái cay hơi cái cay nồng nồng và có vị chua nhẹ. Nó có tính ấm. Là biết một gì. Đấy, cho nên là ăn riềng vào mùa đông người ta riềng nó khử mùi rất là tốt. Thứ nhất là nó làm dậy mùi và cái này nó khử mùi, nó vừa khử mùi lại vừa làm dậy mùi. Cho nên là những cái món mà ví dụ như cá kho người ta rất hay bỏ riềng này. Hay là nấu các cái món mà thịt chó nó cũng rất là tanh cho nên người ta hay bỏ riềng, nó làm dậy mùi nữa. Cân lò hết một lọ này là được. Biết đọc chữ không? Cái gì đây? Sa tế tôm. Sa tế tôm. Cần lắm. Này có mấy cái này tiện. Cái cha hồi nãy mình bỏ lấy 2 quả ớt vào trong đi, hết nồng cay nữa rồi. Chắc cay lắm đây. Có một ít quá nhiệt, cái biển nó rất tốt. Mình thấy dân quê nhá, không có thiệt đâu. Đấy, một chút quá biển vô lại cho nó có đà hơn. Quê nhá, một ít mì tinh, một ngọt ạ. Chút thôi, không cần nhiều, một chút thôi. Đường qua lửa cho nó áp bớt cái tây trên này. Sao phải nhiều lắm, phải trong bên đi có cả hoặc tây ngon. Ai thì ngon. Thì khổ bị bỏ không nhá. Rồi, con sơ vậy thôi. Ồ. Thuận đi. Ổi qua đây, mình nên được miếng ổi ngon quá trời. Má, ổi quá trọng miếng ổi ngon quá. Này. Trời, mới ướp thôi mà thấy đậm, muốn ăn rồi. Xong hả? Rồi, xong. Chuẩn bị ướp 15 phút, 30 phút. Bắt đầu nướng. Rồi. Xong, để ướp rồi. Này, trong lúc chờ thì chúng ta làm nước chấm này. Này, tỏi này, đường này. To nhỏ này, cả cây tứ tung này, một quả chanh thôi. Này nó chấm của ta đây, mấy đẹp chấm rất đơn giản. Ăn hột đau dạ dày đấy. Kỳ tính lắm.
nên là nhà cũng bị đau ở ngày đầu tiên. Lô quá. Ở đời thường thường mấy người mà cứ kỳ là hay bị. Không, để đây có sợi. Một ít ra bữa đường. Cái này không có khối làm cũng không được, một ít đường ngọt mà. Hết thế nào phải tay người cáo hết được này, còn bình thường phải đưa đong vừa này không tặc nó lắm lớn ăn được cái này. Đưa đùa khách cái thìa nước mắm vô đã cái thìa dạ cho nước mắm vô, nước mắm simili, nước mắm simili simili tao mắc cười. Ôi bỏ nó sệt này vô rồi vậy thì thấy đã muốn ăn rồi. Nghỉ ướp xong thì cái này cho vô. Bị ngả mông ra là chúng ta vừa nướng vừa chén luôn. Văng bia đi. Mì văng đi. Trong túi còn được 50.000 này. Điền măng nó lên uống rượu phần trương không là hết mùi. Điện ra được thắng, giờ anh Diêm lên uống rượu rồi. Lấy liền điện, mang lấy uống rượu, lên liền. Mom đi uống rượu nữa thì... Wow, tuyệt vời. Nắng hay là mấy hết tiền này, còn mạng. Wow, lạnh đi, nhìn được. Cho cái nửa quả chanh nha, từ một bát lên mà chơi một quả chanh nhiều quá, nửa quả thôi. Không... Nắng thì ở đây đâu. Còn là mấy thắng là bị mạng như thế, cắt này chán là rơi lại đi, buồn này, thế thì mạng. Thấy cái chanh nó bắn ra thì như nước miếng nó chảy. Các bạn thấy chân quêu. À đó hay đúng rồi, cái ba đồ chua kia ngô á, còn quá ăn lắm. Tầm có thèm đó. Nó thèm nhưng mà thấy là cái tướng miếng thì cứ thèm, ai thèm ăn chanh chứ. Nhưng mà thì chứ thấy nó chảy, vắt thấy nước chanh nó tứa là cái mình cứa theo hết. Rất là đặc. Cái ớt này mình cắt nó hơi to một xíu cũng được. Cay không? Ớt nó cay không? Ớt nó cay. Nó cay không? Cảnh nha. Ớt đi này. Nó này có ớt tim màu này. Thêm một tí màu đi đón sáng sáng sốt này. Quả loại ớt này cay lắm. Ớt nó cay lắm. Ở nhà lá vườn đi thì. Người ta nói là ớt là có người cắt cay, có người cắt không cay nha. Đúng rồi. Tại sao nhỉ? Cay là ăn cay, không cay không cay. À, nguyên nhân nó đơn giản này. Đơn giản, rất đơn giản. Cái cay ăn vừa ăn cả hít hít nó mới ngon. Rồi, thế là chúng ta đã có một bát nước chấm tuyệt vời cũng mèo luôn. Chấm bên này chỉ có ưng mà thôi. Rồi. Xin chào bà Cảnh nha, bắt đầu chuẩn bị sang phương án nhai. Đi nhóm lò chưa? Đây này. Nhóm lò này, tôi đi dọn dẹp đây. Xong thì đang kêu dọn cho các bạn trẻ đi kêu nữa. Mày, lo cái gì? Đây là một mớ than qua được thuê mới mua này. Nướng này. Cái này là một cái nồi nướng luôn. Cái này chúng ta dùng một ít muối à. Bỏ trong nồi này còn nó cháy à. Đây là một kinh nghiệm nha. Kinh nhận nướng lửa nhỏ thôi, nướng lửa lớn nó cháy ngay, nướng lửa nhỏ lướt từ từ thôi thì nó sẽ từ từ nó chín và nó lên màu rất là đẹp. Gần được rồi các bạn ạ, tầm 10 phút nữa là được rồi. Xiêu. Thơm đúng không? Ngon rồi 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 đúng không? Ngon r
thể chơi được như này đúng không anh? Quá tuyệt vời rồi. Quá tuyệt vời này hả? Khăn rạ hả? Cái này để cho nó điện rồi đấy. Rạ rồi. Đây là món ăn của chúng ta đã hoàn tất đây. Các bạn thấy món ăn thế nào, hấp dẫn không? Món ăn này cực kỳ rẻ tiền nhá, nhưng mà rất là ngon. Hấp dẫn chưa? Đấy, nhậu món này là hết ý.